Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quận 8. Thì trước mặt chúng ta đây là bản đồ hiện tại của quận 8. Nó khá là lớn ha. Dọc theo cái kênh đôi và cái đường Phạm Thế Hiển này, nó đâm ra tới đường quốc lộ 1 luôn nè. Đó, thì về diện tích hiện tại của quận 8 là 19.11 km vuông, sắp xỉ gấp 5 lần quận 4. Về lịch sử của cái phường này á, mình mời mọi người xem lại cái bản đồ của trước năm 75. Đây là bản đồ của Sài Gòn trước năm 75. Quận 8 ngày xưa nó là phần màu cam này, còn cái phần màu vàng này là của quận 7. Thì chúng ta thấy rõ ràng là quận 8 hiện nay là được sáp nhập từ quận 7 và quận 8 trước năm 1975. Còn cái quận 7 hiện tại á, thì thật sự nó là cái xã Tân Quy Đông ngày xưa. Thì hôm nay mình chỉ tìm hiểu ba cái phường đầu tiên của quận 8 này thôi, tức là phường 1, phường 2 và phường 3. Nó nằm ngay trên cầu Chữ Y và cầu Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Ngày xưa là bên đây gọi là rạch ông lớn, cái bên đây là rạch ông nhỏ, rồi bây giờ tự nhiên sao xuất hiện lại là cái kênh bên đây gọi là rạch sáng, mình cũng không hiểu là chắc họ đổi tên con rạch này hay sao á. Thì đây là bản đồ quy hoạch của ba cái phường này, mình vẽ lại từ bản đồ quy hoạch 1/2000, thấy cũng có khá nhiều đường mới ha. Thì cái khu vực này ai mà đến đây á, thì sẽ biết hẻm chằng chịt dữ lắm, mà quy hoạch thì mình thấy cũng không được đẹp. Nhưng mà đặc biệt nha, mình xem lại cái bản đồ của năm trước năm 1975 á, thì mình thấy cái khu này nè quy hoạch rất là đẹp. Đây là cầu Chữ Y nè, thì mình thấy ở đây ha, những con đường ở đây được quy hoạch vuông vức rất là đẹp, nhưng mà không hiểu sao sau năm 1975 thì nó lại biến dạng. Nè ví dụ như mình nói này nè, cái chỗ này là đường Dạ Nam nè, ngay chân chân cầu lên cầu Chữ Y nè ha, thì nó chạy thẳng từ đây qua tới rạch ông nhỏ bên đây luôn. Rồi tương tự đến con đường Đặng Chất cũng vậy, nó chạy ngang rất là đẹp, cắt Dương Bá Trạc nè, đi ngang cái đường chính lên cầu ha, đi qua Âu Dương Lân nè, đi qua tới cái rạch ông nhỏ luôn. Rồi tới con đường Tạ Quang Bửu ngày nay cũng vậy nè, nó cũng đi từ con rạch này nó đâm thẳng qua đường Dương Bá Trạc rất là đẹp. Con đường chính từ cầu Chi nè, nó cũng chạy thẳng một mặt đâm ra tới cái cầu Kênh Sáng qua Bình Chánh, à, được quy hoạch thấy rất là ok ha. Mà không hiểu sao bây giờ nè, coi lại bản đồ nè, bây giờ cái đường chính nè, bây giờ là đường Nguyễn Thị Tần nè, là đường cầu Chi nè, thì nó đi đến gặp Tạ Quang Bửu cái nó ngưng mất rồi, từ cái đoạn chỗ này nè đâm thẳng vô cái cầu Rạch Sáng này mất tiêu rồi đó. Mọi người thấy rõ ràng không, là nó sau 75 nó bị biến dạng. Nói mấy con đường chính trước ha, đây là con đường chính, con đường Phạm Thế Hiển. Thì mình thấy trên bản đồ á, là tương lai là giải tỏa hết mấy cái nhà ven sông này, dọc theo cái kênh đôi này sẽ là một công viên, một mảng xanh rất là lớn, hy vọng là sẽ làm được giống như bên bến Hàm Tử và bến Chương Dương, mà bây giờ đã hình thành thành con đường Võ Văn Kiệt rất là đẹp. Trước tiên mình nói đến hai con đường trắng bọc xung quanh hai cái con kênh này đi, để bảo vệ bờ kênh luôn và giải tỏa cái dân ở sát kênh này. Thì con đường màu trắng này bên rạch ông lớn nè là 1.432 m, rồi bên đây tới rạch ông nhỏ là mới cái đoạn này nè, từ đường Âu Dương Lân nè, thì cũng chạy chạy bọc cái kênh ông nhỏ này đâm ra tới cầu Tạ Quang Bửu nè ha, bọc qua lòn qua đây. Cái con đường màu trắng bên rạch ông nhỏ này là 1.436 m, thì trên bản đồ ha, vòng ngoài của cái con đường màu trắng này là một cái mảng xanh lá, tức là họ có làm công viên bên ngoài nha rồi mới tới con đường, và đặc biệt là ngay trên cầu Tạ Quang Bửu này là mình thấy một mảng xanh rất là lớn, chắc là một công viên rất là lớn ngay chân cầu này. Thì đường này đường Tạ Quang Bửu nè, đường này bây giờ được nối dài đâm thẳng qua tới bên đây rất là đẹp luôn. Đường này gần như bây giờ là đường chính á, của cái quận 8 này. Thì đường Tạ Quang Bửu là hiện tại thì nó tới đây ngưng nè ha, thì sẽ mở rộng dựa vào mấy con hẻm này, mở rộng nè. Con hẻm này là con hẻm 258 của Dương Bá Trạc đó, thì mở rộng con hẻm này lên đâm vào cái nút giao chỗ Nguyễn Thị Tần và Tạ Quang Bửu. Thì con đường đỏ này là 290 m.
rồi đến tới con đường tím Nguyễn Thị Thần nè, thì thêm bản đồ trước năm 75 là mình thấy nó thông ra cầu Kinh Sáng rồi đó, mà bây giờ nó bị bít rồi, bây giờ mở lại là từ nút giao này ha, đâm ra tới cái điểm lên cái cầu Kinh Sáng nè. Đường màu tím này là 375 m, đường màu xanh này là đường số 9 nè. Thì hiện tại là đường số 9 này nó cũng nhỏ thôi, nó cắt ngang tới đây là ngưng rồi nè. Thì tương lai người ta sẽ làm mở lớn con đường số 9 này lên, đâm thẳng qua cái nút giao chỗ này, cái hai con đường màu vàng này là mới hoàn toàn. Thì con đường số 9 này là 370 m, và cái ô nhọn chỗ này nè sẽ là một công viên lớn trong tương lai. Mình thấy cái khu này là đất màu xanh lá luôn ha, rất là lớn chỗ này luôn nè. Giờ mời mọi người xem lại cái quy hoạch cái chỗ rạch ông lớn này ha. Thì cái ô chỗ này nè, nó sẽ là một công viên lớn ngay chân cái gốc ngã ba của cái rạch ông lớn này luôn. Hy vọng là sẽ có một công viên đẹp cho bà con ở đây. Rồi tiếp tục đến chỗ này á, mình thấy họ mở cái con đường xanh lục này, thì do cái khu này nè đang là đất của nhà nước, thì cái khu này họ không có thay đổi gì cả, họ chỉ mở cái con đường đi ở giữa thôi. Thì con đường xanh lục này nó sẽ cắt ngang đường Âu Dương Lân, đâm qua con đường mới Nguyễn Thị Tần và nối với đường Dương Bá Trạc chỗ này. Thì tổng chiều dài của con đường xanh lục này là 806 m. Rồi tiếp tục ở cái ô vuông này, Nguyễn Thị Tần nè, Tạ Quang Bửu nè, Âu Dương Lân nè, rồi qua con đường mới mở này. Thì cái ô vuông này họ sẽ mở hai con đường ở giữa là con đường vàng và con đường xanh lá mạ này. Thì con đường vàng này bắt đầu từ đường Tạ Quang Bửu, đâm thẳng ra cái đường ven rạch là đường Âu Dương Lân là 440 m. Còn con đường xanh lá mạ này là bắt đầu từ đường Âu Dương Lân bên đây, đâm qua đường Nguyễn Thị Tần là 300 m. Rồi bây giờ tiếp tục tại ngay chân cầu đường Dạ Nam, ở đây nó có sẵn hai con hẻm, thì mở rộng hai con hẻm này lên thành hai con đường. Thì cái con đường đỏ nối qua Âu Dương Lân là 175 m, còn con đường đỏ nối qua Đặng Chất là 136 m. Rồi tiếp tục tới chỗ này, bên đây là hẻm 137 Âu Dương Lân, còn bên đây là hẻm 154 Âu Dương Lân. Thì mở rộng con hẻm này lên từ đường Nguyễn Thị Tần ha, đi qua cắt với đường Âu Dương Lân rồi đâm vô con hẻm bên đây và đâm ra cái điểm nối chỗ này. Thì con đường màu xanh này có tổng chiều dài là 635 m. Rồi sang đây nói luôn con đường màu vàng này, con đường màu vàng này là mở rộng con hẻm thôi, nó đang có con hẻm ở đây nè. Rồi chỗ này cũng vậy, mở rộng cái con hẻm hiện tại này lên. Rồi ở đây tới hai con đường vàng này ha, thì đây là con hẻm 100 của Dương Bá Trạc, có tổng chiều dài là 332 m, và kế đây là con đường cặp bên cái chợ cũng được mở rộng lên thành đường. Rồi tiếp tục đến ba con đường xanh bên đây, thì ở đây cũng vậy thôi, mở rộng con hẻm chỗ này lên, đâm ra cái đường ven rạch. Ba con đường xanh lục này, con đường lớn nhất là 290 m, con đường này là 260 m, và con đường nhỏ nhất là 190 m. Thì ở đây á, là mình thấy á, có hai cái con đường hẻm lớn này đã được mở rộng nè, cặp bên cái trường học của Nguyễn Trực nè. Thì thật ra hai con đường này cũng nằm trong quy hoạch và họ đã làm đúng như quy hoạch rồi. Thì hiện tại thì mình thấy hai con đường này đã ok rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là họ cũng đã xây dựng những cái cây cầu để kết nối các quận với nhau ha. Ví dụ như ở đây là cầu Him Lam nè, đường này là đường Nguyễn Thị Thập nè, đi qua cầu Him Lam. Cái khu bên đây á, là thuộc Bình Chánh. Rồi cũng mở rộng cây cầu Kênh Sáng này nè ha, đâm vào quận 8 nè. Thì thấy là giao thông ở khu này là nó cũng liên lạc với nhau rồi ha. Thì hôm trước mình có đề cập đến cây cầu Kinh Tế Ba chỗ này, bên đây là đường Nguyễn Khoái nè. Thôi dự định làm cây cầu kết nối vào đường Hàng Trọng Mậu bên đây nè, con đường mới mở nè. Thì thấy giao thông là từ quận 4 đi vào quận 7 chỗ này cũng rất là tiện ha. Rồi giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ở các clip kế tiếp.